Hiện nay, việc lạm dụng phân vô cơ và thuốc bảo vệ thực vật ngoài việc gây ô nhiễm môi trường còn làm giảm chất lượng các sản phẩm từ cây trồng. Muốn tiến tới một nền công nghiệp xanh, sạch và bền vững thì việc sử dụng các loại phân bón vi sinh, các chế phẩm sinh học đang là một hướng đi mới để tăng năng suất và chất lượng của cây trồng. Hiện nay, tại khu vực Tây Nguyên cũng như nhiều địa bàn khác trên cả nước, khi canh tác các loại cây công nghiệp ngắn ngày và lâu năm như cà phê, cao su, hồ tiêu, bà con đã gặp phải rất nhiều khó khăn về các loại dịch bệnh như nấm mắt cua, nấm hồng, rỉ sắt, thối rễ. Những bệnh này làm cho cây phát triển kém, dẫn tới dụng quả, năng suất bị suy giảm. Cây cao su và hồ tiêu cũng mắc các bệnh tương tự, gây ảnh hưởng rất lớn tới năng suất cây trồng. Để khắc phục những bệnh này, trước đây bà con vẫn chỉ dùng thuốc hóa học là chính. Thuốc hóa học có một ưu điểm là tác dụng nhanh nhưng không bền, giá cả lại đắt. Do vậy, chi phí sản xuất của bà con sẽ bị tăng cao. Ngoài ra, thuốc còn gây ô nhiễm môi trường và độc hại đối với con người. Chính vì vậy, hiện nay việc sử dụng các chế phẩm sinh học đang là một giải pháp tối ưu giúp cho cây trồng phát triển khỏe mạnh. Chế phẩm sinh học có một ưu điểm rất lớn, đó là sau khi sử dụng, cây được điều trị bệnh tận gốc nên tăng được sức đề kháng lâu bền trên các loại sâu bệnh. Ngoài ra, khi sử dụng các chế phẩm sinh học hoàn toàn không gây ô nhiễm môi trường, không độc hại với người và vật nuôi. Vậy vấn đề ở đây là cách sử dụng chế phẩm này như thế nào? Trước tiên, những chế phẩm này phải được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho phép lưu hành. Thứ hai là phải tăng năng suất và chất lượng cây trồng từ 15 đến 20%. Thứ ba là giá cả phải phù hợp với điều kiện đầu tư của bà con. Trong những năm gần đây, tại khu vực Tây Nguyên, trong đó có tỉnh Gia Lai, bà con trồng cây cao su, cà phê, hồ tiêu đã bắt đầu đưa vào sử dụng chế phẩm sinh học vườn sinh thái. Đây là một loại chế phẩm đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho phép lưu hành, không độc hại, rẻ tiền nên rất phù hợp với đại đa số bà con khi sản xuất hiện nay. Quan điểm của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn là khuyến khích tất cả các doanh nghiệp cùng phối hợp với các địa phương, các hộ nông dân để chuyển giao nhanh cái tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất, đặc biệt là cái chế phẩm sinh học. Thì chế phẩm học thì vừa qua thì gồm bao gồm là có nhiều loại như chữ S và Tadicoderma và gần đây là vườn sinh thái do công ty trách nhiệm công ty thương mại Trung Việt phân phối, thì thấy kết quả bước đầu là phân bón thì sử dụng ít hơn, cây xanh tốt hơn, hiệu quả mang lại thì cơ bản khả quan và bảo vệ một môi trường. Đây là mô hình chuyên canh cây cà phê đã được 12 năm tuổi của gia đình ông Nguyễn Tiến Khiêm, huyện Iagrai, tỉnh Gia Lai, đang sử dụng chế phẩm vườn sinh thái trên diện tích 1,6 hectare. Thời gian tiến hành sử dụng đã được 6 tháng với một lần tưới gốc và 3 lần phun. Theo như ông Khiêm, trước đây khi chưa biết tới chế phẩm vườn sinh học này, nhà ông vẫn thường xuyên phải dùng các loại thuốc bảo vệ thực vật để làm giảm dịch bệnh cho vườn cà phê, nhưng hiệu quả thu được không đáng kể. Dịch bệnh vẫn tồn tại mà chi phí lại tốn kém. Khi được mọi người giới thiệu về loại chế phẩm này, bản thân gia đình ông cũng như nhiều người dân khác vẫn còn e ngại về độ an toàn của thuốc. Tuy nhiên, sau khi được các cán bộ kỹ thuật tư vấn và cho biết đây là sản phẩm đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho phép lưu hành, gia đình ông Khiêm mới yên tâm, mạnh dạn đưa vào sử dụng và đã thu được kết quả rất tốt. Cái hồi mà tôi mà chưa dùng á, thì nói thật anh, vào cái cũng đủ tháng này này, là cái màu lá của cái cây nó không đẹp như thế này đâu. Nó như nào? Nó đầm, nó bơm biết bao nhiêu thuốc mà mình bệnh rỉ sắt nấm hồng nó cũng không khỏi được. Năng suất. Nhưng mà năng suất thì là nó không được như thế này đâu, vì giai đoạn như thế, đến thời điểm này thì cái quả là không được là nó to mà nó bóng như thế này đâu. Thế rồi là ví dụ như cái năm ngoái cái sản lượng được là 8 tấn 2, nhưng năm nay em dự tính là 10 tấn. Trên cái địa bàn là huyện Iagrai này là cái mùa từ đâu vừa rồi là không ai ý muốn của người dân đâu. Bởi vì là cà thấy đứng tươi mà ý là mà gặp cái mưa chập chờn á. Mới hoa nở mà nước cũng đủ. Thì buộc tôi phải tưới thôi. Chứ ý là cũng chết tưới. Nhưng mà khi đó tưới thì... Tưới xong anh thấy thế nào? Thì tưới xong thì lúc đó là cũng vô vòng vàng cái làm không kỳ dù lắm. Tôi vẫn là... vẫn phân vân, nhưng mà sau khi là khi mà cái hoa mà cả cái vườn ca này nở này, thì lúc đó, lúc mong muốn tiết tôi xuống là cái hoa cái nụ nó dài như này, mình nở trắng tinh cả một cái vừa nụ mà 1/5 của là lượng hoa đã nở ra rồi, nó nở trắng đấy. Thì cái đó là bởi vì cùng bao nhiêu năm lâm ca, cho nên là tôi mới nghĩ đến là mà có cái niềm tin là cái mùi hoa mình nở mà mùi mật rất nhiều mà thấm phức cả mùi rẫy luôn. Vụ thu hoạch năm đây á
thì là em đến đất rất giờ là em cũng đã tự tin rồi. Lúc bây giờ bởi thấy là cái lượng rùng nó cũng rùng ít, bởi vì là em bỏ không em tưới được thì em phun được 3 lần, thuộc sâu thì em cũng là không bơm, không bơm ngoài thuộc chất khác nữa. Đâu cái mùa tưới đợt 1 là bà con nên là tưới gốc để tưới, đổ gốc để tưới. Rồi sau đó cứ sáu cây cam ra hoa đợt cuối là tưới 3 lần, là cứ phun 1 tháng là được 1 lần. Về chỗ chi phí thì cái lợi nhuận đó, mất tính ra đó, thì nó giá nó rẻ hơn. Nó quá rẻ. Nếu giá như mà mình không phun thuộc này thì lượng quả cái này thì lượng canh này là nếu không phun là sẽ đứng. Nhưng mà bà phun vào thì cỡ này sang năm sau tăng nữa. Với tổng diện tích cà phê 1,6 hectare tương đương với 1.150 gốc cà phê hiện đang được sử dụng chế phẩm vườn sinh thái đã có những dấu hiệu tích cực. Năm nay năng suất cà phê dự kiến sẽ đạt tới 10 tấn một hectare, trong khi trước đây không dùng chế phẩm vườn sinh thái, mỗi năm năng suất thường chỉ đạt từ 6,6 đến 8 tấn một hectare. Gia đình anh Khiêm không còn phải sử dụng thêm thuốc bảo vệ thực vật nhưng vẫn hạn chế được các bệnh hay mắc phải trên cây cà phê như nấm mắt cua, nấm hồng, rỉ sắt, thối rễ. Cây phát triển rất tốt, tán rộng, lá xanh và dày, đọt vươn mạnh, trái to đều, bóng và ít bị rụng như trước, giảm được 1/3 chi phí so với sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Năng suất cà phê nhân tăng từ 20 đến 25%. Theo kinh nghiệm của ông Khiêm, cà phê là loại cây sai quả nên khả năng phát triển bệnh là rất cao. Do vậy, sử dụng chế phẩm vườn sinh thái cho cây cà phê là rất cần thiết để giảm thiểu dịch bệnh. Cách sử dụng chế phẩm này cũng rất đơn giản. Khi tưới đợt đầu, ra hoa đợt 1, chỉ cần pha 1 nắp thuốc tương ứng với 5ml cho một gốc, có thể hòa tan trước rồi phun đều lên cây, hoặc cũng có thể đổ trực tiếp dung dịch vào gốc cây cà phê, sau đó phun nước vào. Mỗi năm phun làm 6 đợt, mỗi đợt là 2 lọ và cách nhau từ 20 đến 25 ngày. Dùng chế phẩm này, ngoài những ưu điểm trên thì sau khi thu hoạch, cây vẫn giữ được lá mà không bị héo rụng. Sử dụng thuốc rất an toàn, không độc hại tới sức khỏe của con người và vật nuôi mà vẫn bảo vệ được môi trường sinh thái. Bà con có thể tham khảo bảng đối chiếu hiệu quả kinh tế trên cây cà phê. Đối với sâu bệnh, khi sử dụng chế phẩm sinh học vườn sinh thái, lá xanh, dày, phân cảnh tốt, cây hầu như không bị sâu bệnh gây hại nên không phải sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Khi không sử dụng, cây phát triển kém, sâu bệnh nhiều, đặc biệt là bệnh nấm hồng và rỉ sắt. Đối với tỷ lệ dụng quả, khi sử dụng chế phẩm vườn sinh thái, tỷ lệ dụng quả 5%. Khi không sử dụng, cây có thể dụng quả từ 25 tới 35%. Đối với chi phí thuốc bảo vệ thực vật, khi sử dụng vườn sinh thái, bà con gần như không phải sử dụng. Khi không sử dụng vườn sinh thái, về chi phí thuốc bảo vệ thực vật, bà con cần phải sử dụng 9 triệu đồng trên 1 hectare trên 1 năm. Như vậy, tổng chi phí vật tư khi sử dụng vườn sinh thái, bà con chỉ tốn 7,4 triệu đồng trên 1 hectare 1 năm, trong khi không sử dụng, bà con cần 9 triệu đồng trên 1 hectare 1 năm. Do vậy đã giảm được chi phí 17,33%. Về năng suất, khi sử dụng vườn sinh thái, bà con đã đạt 10 tấn trên 1 hectare, trong khi không sử dụng, bà con chỉ đạt 8 tấn trên 1 hectare. Do vậy, lợi nhuận đã tăng 24,55%. Về phương pháp sử dụng đối với cây cà phê, bà con cần phun 2 lọ một đợt, phun 6 đợt một năm, tưới gốc một đợt với liều lượng 5ml trên một gốc. Mỗi đợt, bà con phun cách nhau từ 20 đến 25 ngày.